Olympic năm 2015 vừa rồi trong cái vòng chung kết ấy, thì có thể nói là gay cấn đến phút cuối mới xác định được các cái đội là nhất, nhì và ba. Thì trong năm ngoái thì cái đội nhất thì rất tiếc là không phải đội Việt Nam, nhưng mà hai cái đội nhì và ba là hai đội là đến từ Việt Nam. Và trong cái thời gian là diễn ra cuộc thi ấy, thì trong 24 tiếng thì có rất nhiều những thời điểm mà các đội Việt Nam đứng ở trên giữ cái vị trí gọi là top, vị trí đầu tiên ở trên cái bảng xếp hạng. Và cái điều đó thì cũng chứng minh là trong cái cuộc thi an ninh mạng ấy thì Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể là có cái cơ hội là giành được những cái thứ hạng cao. Tuy nhiên thì về tính chất của cuộc thi thì chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì, bởi vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Đấy thì đấy là về cái trình độ của các đội Việt Nam.